Ai cũng có thể vẽ được bức này trong 2 phút luôn. Không tin đúng không? Ri chỉ cho nè. Pha màu nước ra nhiều nhiều như thế này, xong rồi phết lên một mặt phẳng. Có thật sự là chỉ cần làm theo chị Ri nói là sẽ vẽ ra được một bức tranh chỉ trong 2 phút không ta? Chứ Tâm xem video là thấy hơi ảo rồi đó, nên lấy ra thử liền luôn nè. Tâm thì không có cái kính mica như của chị Ri nên là Tâm sẽ dùng cái nắp này nha. Phết xong một vết nước màu lên trên cái nắp rồi thì bây giờ ịn vô thôi. Ủa mà sao nhìn nó kỳ lạ vậy ta? Kế đến theo công thức là mình sẽ quẹt thêm một cái lớp màu đậm hơn nữa và ịn lên trên bức tranh này. Trời ơi, tôi nhớ chị Ri làm đẹp lắm mà sao đến lượt mình làm nhìn nó kỳ dữ vậy? Cũng làm bầu trời theo người ta mà sao cái kết quả nó ngộ lắm. Thôi thì để thử vẽ cột điện với chim cỏ vô xem coi là nó có gì thay đổi không nha. Vẽ một chú chim đang đậu trên dây điện nè. Thêm những chú chim đang bay nữa. Ta-da, thành quả nè. Mọi người chấm cho bức tranh này mấy trên 10?